Điếu của bác Phi không kêu lắm. Anh em lên nhà em thì điếu kêu lắm các bạn. Em được các anh em ở trong tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm một cái điếu khẳng định các bác là hút tiếng nào ra tiếng đấy. Hôm nào qua em anh nhá. Thưa các bác của anh em đang có mặt tại nhà anh Phi và hoàn thiện cho anh một bộ sản phẩm, đúng không ạ? Hoàn thiện xong xuôi các bác nhá. Hoàn thiện xong xuôi cho anh một bộ sản phẩm, một set combo với những sản phẩm đều là sản phẩm hàng chuẩn, hàng chất các bác nhá. Có một cái điều đặc biệt chắc là tí nữa các bác sẽ biết ở trong clip này các bác nhá. Đôi loa JBL 4 số 4750A rất ít gặp trên thị trường. Đôi loa này tép rất sáng, tép từ 220 coi 100 các bác nhá. Bát 30 2 bát từ 220 coi 100. Đúng không ạ? Đôi loa hàng xịn của Mỹ các bác nhá. Ok chưa? Các bác của anh em xem bộ ngoài nhá. Là tí em sẽ bật mí cái gì ở bên trong. micro không dây BBS UT58. 6 số tự ngắt, model cao cấp nhất của BBS Pro Sound, hàng chính hãng các bác nhá. Mic BBS là hàng chính hãng. Chính hãng là của nhà em thôi, trên thị trường hàng nhái rất nhiều các bác nhá. Một chiếc vang số cao cấp các bác nhá, chạy chip Alok Device 571 các bác nhá. Mã KX8600. Con vang này cài được nhiều chế độ. Một chiếc lọc xì để anh có thể cân chỉnh được cái âm thanh như mình mong muốn, lọc xì Prel mã Ecuver. Một chiếc quản lý nguồn CB Autix X800. Một chiếc đẩy CLBX 4 kênh, hàng chính hãng của CLBX DS41800, hàng thương hiệu của Đức các bác nhá. Và đây ạ, bật mí các bác ở bên trong và đằng sau có gì các bác nhá. Em xin phép anh Phi một chút nhá. Anh bác xem, em quay một điện thoại tiếng test chất âm anh em nghe. Đây. Nhưng mà hơi tối các bạn. Hơi tối. Tiếc quá nhỉ. À có điện này. Đây. Một quả súp hơi Levosser bát nhập khẩu Italia các bác nhá. Hơi tối mong em thông cảm. Đây ạ. Em sẽ lấy lại sáng. Ok rồi. Ui giời, cảm ơn anh nhá. Đấy. Anh Phi là người rất thích chơi âm thanh các bạn. Nếu mà đồ nhanh nhiều lắm các bạn này. Đấy. B&B xin phép là đúng không ạ? Vào trong đây, loa Nhật vào trong đây các bác nhá. Xếp vào trong xóa đi, đúng không ạ? Nhường chỗ cho bộ sản phẩm của em các bác nhá. Đây là quả súp Levosser các bác nhá. Bát Italy nhập Ý các bạn. Quả súp này đánh rất là hay. Hiện tại em đang bán giá tốt, cực kỳ là tốt, chỉ với 13.500.000 đồng một quả các bác nhá. 13.500.000 đấy. Và đây ạ. Âm ly nghe nhạc của anh đúng không ạ? Hết thời đúng không ạ? Hôm nào anh sẽ cho lên gác làm kỷ niệm. Cảm ơn anh Trai Phi nhá. Đây để em anh cam mở thế nhỉ? Được rồi. Cảm ơn anh, tuyệt vời. Ăn não Hải Phòng anh nhỉ, đúng không ạ? Tuyệt vời quá. Anh là người rất thích chơi, các bác để ý nhá. Mọi người để ý này, từ cái tủ này là đóng theo yêu cầu thì mới vừa được loa các bác nhá. Tủ này đóng theo yêu cầu thì mới vừa được đẩy, chứ đúng ra tất cả các tủ đều phải cắt, đúng không ạ? Cắt đít đấy, nhưng mà anh rất là máu chơi, đúng không ạ? Dân chơi thứ thiệt các bác nhá. Đấy, đóng tủ có khóa đàng hoàng các bác này, thấy chưa? Ok các bác của anh em nghe chất âm của bộ sản phẩm này nhá, lời em khẳng định là tốt các bác nhá. Và đây các bác cứ xem em ở trong cái gương này, đúng không ạ? Quay bằng điện thoại không thôi. Đúng không Phi, em bằng quay bằng điện thoại đúng không? Đây gọi em sắp play nhá. Một bản nhạc rất là quen thuộc các bác nhá. À quên, hôm nay có bác nào muốn mua vang D4 thì alo cho em nhá. Anh em nào muốn mua vang CBD4 hôm nay em có một cái, thì anh em alo cho em, tí em sẽ giới thiệu cho anh em. Yêu em mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Rất ngọt ngào, rất chi tiết, loa JBL. Trời vào thơ, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mình tim đang dâng cao vời, mà tình thương chưa lên ngôi. Quá là xuất sắc các bạn. Ngày vì yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xưa.
Ok, rất tuyệt vời. Đây là sản phẩm live đặc biệt nữa các bạn này. Nguyên khối các bác nhá. Đấy. 8 người không khênh được, 16 người không khênh được, đúng không ạ? Ok, à, quên, xít đút cái điều khiển túi. Hôm trước tới nhà bác khách hàng cho điều khiển túi, lúc không sao về phải gửi lại. Được rồi, bắt tay anh Phi nhá. Cảm ơn anh. Chúc mừng anh nhá. Hoàn thiện được đồ bộ sản phẩm rất kết đúng không ạ? Là còn rất quan trọng là hóa đơn để anh chuyển tiền. Hóa đơn chuyển tiền đúng không ạ? Cho bác lọ đến 15 bác giả đi. Ok, xin cảm ơn các bác cùng cả nhà nhé. Em xin được gửi lời chào. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh, hãy liên hệ cho em luôn qua các số máy số 0365888988, 0368891555. Em luôn địa chỉ tại Chi Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Trân trọng cảm ơn cả nhà và mọi người ạ.